Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Kỹ năng sống. Với những góc quay chân thực, bám sát với hơi thở của cuộc sống, chắc chắn sẽ đem tới cho quý vị những câu chuyện hết sức thú vị. Quý vị còn chần chừ gì nữa, hãy cùng với chúng tôi đến với pha bấm máy đầu tiên của ngày hôm nay. Những loại kẹo đủ màu sắc được trẻ em vô cùng yêu thích, nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Hiện nay, kẹo búp bờ là một trong những loại kẹo cao su nổi tiếng và đang được rất nhiều trẻ em ưa chuộng. Nó như kiểu là hấp bờ bờ cuộn, hấp bờ bờ thanh, hấp bờ bờ viên. Thì con nghĩ là hấp bờ bờ, những cái hấp bờ bờ đó thì nó đều ngon. Vì nó ngon với cả nó đa dạng. Đa dạng như nào? Dài, khá là dài và ăn được nhiều ngày. Một ngày con ăn một hộp. Con biết cái này bởi vì con xem ở trên YouTube ạ. Xem ăn chùa đó, chị cà chua giới thiệu nên con mới bảo bà mua. Bố bảo cái này không được ăn, nếu con cứ ấy đến chợ ăn lén ạ. Nhiều bố mẹ khá e ngại về chất lượng cũng như nguồn gốc của những chiếc kẹo cao su này, nhưng cũng không thể từ chối trước sự yêu thích của con trẻ. Vì là những cái hàng mà bán ở gần cổng trường thì nó là những cái thứ mà kẹo cho các cháu nó nhiều loại lắm. Nói chung là chất lượng của nó là thấp và không có người kiểm soát đâu. Nó đòi ngay lúc đấy thôi. Chứ còn thực ra nhiều cái về nhà bỏ đi thôi. Nói chung là có một sự kiện gì đấy đặc biệt mà các bạn ấy ví dụ ngoan hay như thế nào đấy thì mới mua thôi. Đấy, còn thứ nhất là cái cao su ăn là với trẻ con là không tốt. Bởi vì nó nhai nhiều ấy thì nó có thể làm cho cái cơ hàm của bé nó phát triển nó không đúng. Ở những cửa hàng tạp hóa quanh các trường học, không khó để tìm thấy những loại kẹo búp bờ đủ màu nhiều kích cỡ. Chị ơi, cái loại của Mỹ này thì bao nhiêu ạ? 60.000 em. 60.000, cái này 25.000. Thấy bọn học sinh nó hay mua ở gần trường có 5.000. 5.000 là như này này. Nó của Trung Quốc. Cái hàng đấy nhà chị không bán. Chị bán hàng Thái mới hàng đấy này thôi. Như hàng Thái chúng nó là nhà chị khách ăn quen hàng này rồi, nó không ăn hàng cũng khoảng tháng chắc thế nữa. Bán để cho mọi người so sánh thôi chứ còn. Đến một cửa hàng thứ hai, nơi bày bán loại kẹo 5.000 mà theo như người bán hàng đầu tiên chia sẻ là hàng Trung Quốc thì lại nhận được câu trả lời khác. Kẹo này bao nhiêu đấy ạ? 5.000 cả. Nhưng mà đây là của Thái. Thái. Đây là chữ Thái đây. Trong này có nó có phải ít nhỉ? Ít thì nó ít, cái kia hai mấy nghìn. Vâng, cháu thấy có cái hộp to. To, đắt lắm. Đắt thì cô không bán được, đây học sinh nó rẻ ít tiền. Ở cửa hàng tiếp theo, người bán hàng vẫn khẳng định toàn bộ số kẹo búp bờ ở đây đều là hàng Thái Lan. 30. Là hàng Trung Quốc thì sao? Đây là hàng Thái, không bán hàng Trung Quốc, yên tâm. Cô bán phục vụ cho cháu như cô là chính. Thế ạ? Hay thấy mọi người bảo là cái hàng tàu có, nhưng mà đây không lấy hàng tàu. Thế ạ? Còn cái gì cái hàng có tàu thì nó khác hàng này đâu hả cô? Nó có chữ tàu. Người bán hàng còn khẳng định hoàn toàn không hề có những loại hàng sách tay đây, Đức hay Úc như trên mạng giao bán. Hình như còn có loại sách tay nữa không cô? Sách tay gì, cái của lợ này. Nó sách tay đó là hàng bao nhiêu, chắc bao nhiêu. Không, hình như có cái loại kẹo cao su này xách tay đấy. Có mỗi bây giờ cô nghe đi cháu nói. Thế ạ? Có mà, có hàng xách tay Đức với Úc gì ấy. Xách tay trừ khi cháu đang ở Úc cháu về chơi với gia đình thì cháu cho vài hộp vào vali, đấy là hàng xách tay. Còn buôn thì làm sao mà xách tay được kiểu như thế. Thế ạ? Sau khi dạo quanh một lượt các cửa hàng bày bán các loại kẹo cao su này, có thể nhận thấy có 3 loại khá phổ biến. Loại kẹo búp bờ được cho là có nguồn gốc từ Mỹ, Đức hay Úc, có giá từ 60 đến 80 nghìn. Vỏ ngoài được thiết kế khá chắc chắn, phần ruột bên trong cũng khá dày dặn, mùi thơm dịu nhẹ. Loại thứ hai được cho là hàng Thái Lan, có giá từ 20 đến 30 nghìn, mùi thơm nồng hơn, có nhiều bột trắng phủ lên kẹo. Loại thứ 3 không ghi rõ nguồn gốc, có giá chỉ từ 4 đến 5 nghìn,
kích thước bé, vỏ ọp ẹp, phần kẹo bên trong rất ít và bở. Tuy nhiên, khi kiểm tra mã vạch của tất cả các loại kẹo này thì đều cho ra kết quả không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp. Thị trường là rất phong phú, khi có cầu là có cung. Và cái cầu này như thế là cầu như thế không được chọn lọc. Cho nên kẹo Bumba với các loại kẹo khác hiện nay, ngoài những kẹo tốt, kẹo thật, thì như thế là kẹo dởm, kẹo giả, kẹo nhái rất nhiều. Tại sao lại nó tồn tại như thế? Là nó quá nhiều, hàng qua biên giới một cách thoải mái. Cho nên là hàng triệu bà tiểu thương không mà quản lý nổi. Có khi vào phạt vạ, họ rút kinh nghiệm. Phạt 500 nghìn một triệu là cái gì? Họ lãi 10 triệu, họ sẵn sàng làm. Và tôi cho cái đó là cái mối nguy của tiêu dùng xã hội. Kẹo Bumba trong những ngày vừa qua là nỗi ám ảnh của gia đình chị Hòa, khi cả hai đứa con đều bị dị ứng sau khi ăn loại kẹo này. Có một lần là chồng mình đưa con đi hội chợ, thì con cũng nhìn thấy kẹo và rất là thích, hào hứng và xin ba ơi ba mua cho con cái kẹo này, cái đây kẹo Bumba Bumba, kẹo này ngon lắm, thích lắm. Thế là ba cũng theo ý con thì cũng thôi, cũng cho con đi chơi thì cũng chiều chút. Thế là cũng mua cho con hai cái hộp kẹo đó. Thế là cháu cũng ăn hết cả cái hộp kẹo. Thì buổi tối về, mình đi làm về thì mình lại thấy con mẩn ngứa khắp người, gãi khắp người luôn. Thế thì cho con đi khám, thì bác sĩ có trao đổi nói rằng là cái này là con đã bị một cái thành phần lạ do cái hàng giả. Do cái yếu tố hàng giả nó gây lên, nên là nó bị dị ứng và nó ngứa khắp người. Nguyên nhân khiến con chị Hòa yêu thích loại kẹo Bumba là do thường xuyên xem những kênh YouTube giới thiệu về loại kẹo này. Những chương trình này thường nhắm vào đối tượng trẻ con và kích thích niềm yêu thích đặc biệt của trẻ với món đồ đó. Thực sự sau lần đấy, lần nhắc đến kẹo Bumba Bumba là hoàn toàn là bé đã biết sợ. Thì mình cũng rút ra một điều là nên hạn chế, không để trẻ tùy tiện được phép tự ý đi mua những cái sản phẩm mà tại những cái cửa hàng không đáng tin cậy. Không chỉ gia đình chị Hòa, câu chuyện về bà mẹ có con ăn quá nhiều kẹo Bumba dẫn đến lưỡi bị phồng rộp, nổi nốt cũng gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Hiện nay vẫn chưa có thông tin nào xác thực về việc trong kẹo cao su Bumba có chứa chất độc hại gây kích ứng với trẻ em. Tuy nhiên, những câu chuyện như của gia đình chị Hòa hay một bà mẹ trên mạng cũng đã làm dấy lên những nghi ngại về chất lượng của một sản phẩm đang được rất nhiều trẻ em yêu thích. Và khi thị trường kẹo Bumba thật giả còn lẫn lộn và không rõ nguồn gốc, thì bố mẹ nên kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ loại kẹo này để bảo vệ sức khỏe cho chính con em mình. Trẻ bị bỏng nặng do chơi slam. 18 học sinh ở Tiền Giang bị ngộ độc bởi slam. 8 trên 11 mẫu slam có lượng hàn the cao gấp 4 lần cho phép, gây nôn mửa. Thế nhưng đây là slam là một dính dính như keo và có thể chơi giống bột mì. Bác xong rồi cứ được nhẹ nhẹ này. Tại nhiều cổng trường học hiện nay, không khó để có thể nhìn thấy những hộp chất dẻo màu sắc sặc sỡ với đủ các loại hình thù. Đối với trẻ em, những túi màu sắc sặc sỡ này chính là slam, chất nhầy ma quái, món đồ chơi hấp dẫn có thể biến hóa ra đủ loại hình dạng, chẳng có gì xa lạ. Slam ạ, cứ bóp xong rồi cứ dẻo này. Nó bóp rồi ạ. Mua ở rất nhiều nơi, ví dụ như là cổng trường này. Mày tự làm được ạ. Tuy nhiên lại không phụ huynh nào biết hay quan tâm về món đồ chơi mà con mình đang chơi hàng ngày. Cô thì cũng chẳng quan tâm. Nó cũng đòi đi mua về, xong mình cũng cho tiền nó đi mua về, xong rồi nó cũng nhào lên, nó ngoáy lên, xong nó kéo này mà mình chẳng biết ở đây gì cả. Nói thật là nó thích chơi cái đồ chơi Trung Quốc ấy, vì nó vừa rẻ vừa đẹp. Thiếu vắng sự quan tâm của người lớn là điều kiện để trẻ em có thể dễ dàng chơi và mua được loại đồ chơi này ngay tại trường học. Đối diện trường tiểu học này là quán đồ chơi của bà Loan. Theo chia sẻ của bà Loan, slam là loại đồ chơi mới được rất nhiều trẻ em ưa thích, mặc dù hầu hết đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đồ chơi slam cũng là đồ chơi mới. Đồ chơi này thì các cháu cũng hay thích chơi, đồ chơi slam này các cháu cũng mua nhiều. Đa số là của nguồn gốc của Trung Quốc.
Còn sản phẩm được làm từ gì, có chứa thành phần gì thì tất cả người bán hàng tại cổng trường đều không thể trả lời. Tìm tới một địa chỉ phân phối Slam ở ngoại thành Hà Nội, Slam được bày bán với đủ màu sắc chủng loại và có giá siêu rẻ. Ôi, thế là đây là đại lý nguồn tổng từ bên Trung Quốc vậy ạ? Các hàng bán đấy người ta bán Slam nhiều lắm. Đây bán 1 ăn 1 luôn, mua ra đây nhà em mà bán là 1 ăn 1. Mua 1.500 bán 3.000, một kia lên chỉ phải lấy 2.800. Có nhà bán đất thì nó bán 2.000, 2.800 đến 2.000. Năm học mới là thời điểm mà loại đồ chơi cổng trường này bán chạy tới mức nhiều nhà phân phối không đủ hàng để bán. Cái chất nhờn ma quái này người ta nhập từ biên giới về mà nó không có cái nhãn mác của nó, không có xuất xứ và nó không có thành phần, không có gì cả. Thì rất có thể người ta sử dụng những cái hóa chất công nghiệp. Và sử dụng những hóa chất công nghiệp và sử dụng những cái này có thể là trong đó nó có các cái chất độc hại. Mặc dù vậy, tại trường học, Slam, chất nhầy ma quái vẫn là sự lựa chọn của nhiều trẻ em. Trẻ không chỉ tự mua được mà còn có thể tự mua nguyên liệu để làm Slam với đủ loại thành phần mà chẳng ai quản thúc. Chơi này bóp ấn nặn. Thế những cái đồ mà các con tức là mua để làm cái này thì mua ở đâu? Mua ở hiệu thuốc Đàng Hóa. Thế bình thường thì làm như nào? Cho sốt, từ đó cho xà phòng, xong rồi dung dịch, xong rồi lại xà phòng tắm, hầu nước, xong rồi cầm đũa khuấy đều vào đây ạ. Có thể tìm thấy các loại nguyên liệu này ở bất cứ chợ bán đồ chơi nào. Người bán cũng thẳng thắn tiết lộ về nguồn gốc. Trung Quốc nó mới rẻ, nó mới đẹp. Việt Nam chưa làm được. Khi nào Việt Nam làm được 60.000. Ngay cả khi những sản phẩm này có gây mùi khó chịu cho một vài người mua, cũng chẳng liên quan đến mức tiêu thụ khủng của mặt hàng này. Mùi nào, mùi nào cho nó gửi. Em ơi. Có mùi không? Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một bộ nguyên liệu làm chất nhầy ma quái phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Vỏ hộp chứa đầy chữ Trung Quốc và các ký hiệu nguy hiểm. Bên trong là một bộ nguyên liệu đầy đủ, gồm một chai dung dịch, một gói bột màu trắng và một ống tạo màu. Đáng chú ý trong bộ nguyên liệu này là gói bột màu trắng được đề nhãn Borax. Đây là một hóa chất tạo độ dai trong công nghiệp, còn có tên gọi khác là hàn the. Hóa chất này đã bị cấm dùng trong lĩnh vực thực phẩm do những rủi ro và nguy hiểm chúng có thể mang lại cho con người. Trong các cái đồ chơi, cái kiểu người ta gọi là cái chất dẻo ma quái như thế đấy thì các em rất là thích ở cái chỗ, tức là nó biến hình rất là tốt. Thế rồi thì nó có những cái tính chất mà từ trước nên chưa gặp. Đấy, ví dụ nó kéo rất là dài ra mà nó không bị đứt, thế rồi thì nó lại thu lại vân vân tất cả các thứ. Thì những ấy là gây hứng thú cho trẻ em. Nhưng mà cái việc mà sử dụng cái chất này thì không phải là ở trong đó nó chỉ có hàng the, mà trong đó nó còn có nhiều những cái chất khác nữa. Còn thì đối với lại cái muối như muối borax ấy thì nó cũng có một số những cái tác động gọi là kích ứng ở trên da, đặc biệt là đối với một số những cái người mà cái cơ địa người ta nó mẫn cảm với lại cái nguyên tố bo. Đã từ rất lâu, Slam, chất nhầy ma quái, đã trở thành đồ chơi không thể thiếu trong giờ đồ chơi của Phương My 5 tuổi. Cũng kể từ đó, việc chơi loại đồ chơi này của con gái cũng khiến mẹ bé hết sức lo lắng. Nhưng cũng như nhiều phụ huynh, vì trẻ thích nên cũng không thể dễ dàng cấm đoán. Thì nghĩ là bởi vì là nó là cái đồ Trung Quốc nữa. Thế nên là với lại nó không ghi rõ là có những cái chất liệu gì. Thế thành ra là mình nghĩ là cũng chưa thực sự là an toàn. Nó không tốt cho cái sức khỏe của trẻ em. Thế nên là tôi sẽ dần dần mà thuyết phục các con để hạn chế việc chơi cái Slam đấy. Việc đầu tư thời gian bên các con, gần gũi giải thích để thay đổi nhận thức của các bé về những món đồ chơi độc hại như thế này là vô cùng cần thiết. Việc phát tán các loại đồ chơi độc hại như chất nhảy ma quái không phải là hiện tượng hiếm gặp, bởi dường như sự vô tâm của người lớn, các bậc cha mẹ chính là điều kiện cho các loại đồ chơi độc hại có thể tấn công trẻ em ngay cả tại một nơi an toàn như trường học. Xin cảm ơn quý vị.
Đoạn ghi hình thực tế này cũng đã khép lại cho chương trình Kỹ năng sống của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những vụ án mới nhất. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.